Tại bảng G của vòng loại thứ hai World Cup năm 2022, khu vực châu Á sẽ trở thành một AFF Cup thu nhỏ khi 4 trên 5 đại diện của Đông Nam Á gồm cả Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Cách đây chưa lâu thì lễ bốc thăm của vòng loại thứ hai World Cup năm 2022 khu vực châu Á đã diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, là trụ sở chính của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Tại lễ bốc thăm diễn ra vào chiều nay, ngày 17 tháng 7, thì đội tuyển Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số 2 và được kỳ vọng sẽ rơi vào một bảng đấu vô cùng dễ thở. Thậm chí thì một kịch bản điên rồ đã xảy ra khi đội tuyển Việt Nam cùng bảng với các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á. Cụ thể thì bảng đấu ấy gồm thầy trò ông Park Hang-seo ở nhóm 2, đội tuyển Thái Lan ở nhóm 3, Malaysia ở nhóm 4 và Indonesia ở nhóm 5. Đây sẽ là một cuộc chiến nhiều duyên nợ bởi đội tuyển Việt Nam vừa đánh bại đội tuyển Thái Lan tại King's Cup năm 2019 cách đây chưa lâu và vật ngã đội tuyển Malaysia ở trận chung kết của AFF Cup năm 2018. Rốt cuộc thì lá thăm may rủi đã biến viễn cảnh không tưởng thành sự thật. Tuy nhiên thì với kết quả này đã gây bất ngờ cho tất cả người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á. Bởi tại bảng G được xem như là một AFF Cup thu nhỏ với 4 trên 5 đại diện của Đông Nam Á góp mặt, gồm đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia cùng với UAE, một đội bóng thuộc nhóm 1 đến từ Tây Á. Còn nhớ ở vòng loại thứ hai của kỳ World Cup năm 2018 thì đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan cũng đã đối đầu với nhau tại bảng F. Thậm chí thì lá thăm may rủi khi ấy còn đưa cả một đại diện khác của Đông Nam Á là Indonesia nằm chung bảng bên cạnh Iraq và Đài Loan, Trung Quốc. Tuy nhiên thì vào phút chót thì đội tuyển xứ sở chùa vàng đã bị FIFA cấm tham dự vì chính phủ nước này can thiệp quá sâu vào hoạt động bóng đá của nước nhà. Kết quả thì đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Toshiya Miura dẫn dắt chỉ xếp thứ 3 với 7 điểm sau 6 trận khi thua cả Thái Lan ở cả hai lượt trận đi và về. Và bầy vô chiến khi ấy cũng đã xuất sắc khi giành ngôi đầu của bảng F với 14 điểm để góp mặt ở vòng loại cuối cùng của kỳ World Cup năm 2018. Một nguyên nhân nữa khiến cho đại chiến giữa Việt Nam với Thái Lan trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết là bởi sự xuất hiện của chiến lược gia nổi tiếng người Nhật Bản là ông Akira Nishino trên băng ghế huấn luyện của bầy vô chiến. Vị huấn luyện viên từng giúp đội tuyển Nhật Bản vượt qua vòng bảng kỳ World Cup năm 2018 trên đất Nga, vừa được giới lãnh đạo bóng đá Thái Lan bổ nhiệm làm thuyền trưởng, và đó được xem là một lời đáp trả đầy sức nặng dành cho đội tuyển Việt Nam của ông Park Hang-seo. Bởi trong suốt 2 năm vừa qua thì nhà cầm quân người Hàn Quốc đã liên tiếp giúp cho bóng đá Việt Nam lập vô số các kỳ tích ở đấu trường châu lục, đồng thời cũng xóa ngôi vua Đông Nam Á của Thái Lan bằng chức vô địch AFF Cup năm 2018. Người hâm mộ và giới chuyên môn tin rằng màn đấu trí giữa hai huấn luyện viên tên tuổi nổi tiếng sẽ quyết định đến số phận của đại chiến Đông Nam Á. Bên cạnh Thái Lan thì Indonesia và Malaysia cũng là những đối thủ nhiều duyên nợ với đội tuyển Việt Nam. Bởi trong hành trình vô địch AFF Cup năm 2018 thì thầy trò ông Park Hang-seo đã có tới 3 lần chạm trán với Malaysia với kết quả là 2 thắng và 1 hòa. Trong khi đó thì đội tuyển Indonesia từng mang tới nhiều kỷ niệm buồn cho bóng đá Việt Nam. Trước trận thắng 1-0 ở vòng loại U23 châu Á năm 2020 diễn ra hồi tháng 3 vừa qua trên sân Mỹ Đình thì chúng ta đã mất tới 11 năm qua hàng loạt cấp độ đội tuyển và các thế hệ cầu thủ tài năng vẫn không thắng nổi đối thủ này. Cay đắng hơn, khi cứ thua một đại diện đến từ Indonesia thì chúng ta thường bị loại ngay từ vòng bảng hoặc không thể bước nổi đến trận chung kết của giải đấu. Thậm chí là nếu tính cả ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì con số này là lên tới 20 năm và 13 trận. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể nào quên trận hòa 2-2 đầy cảm xúc ngay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã khiến cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng bị loại ở bán kết của kỳ AFF Cup năm 2016 sau khi thua 1-2 ở sân khách. Tại vòng loại thứ hai World Cup năm 2022 khu vực châu Á được tổ chức từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020 với 40 đội được chia làm 8 bảng, mỗi bảng có 5 đội và thi đấu theo thể thức vòng tròn trên sân nhà trên sân khách. 8 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng loại cuối cùng của kỳ World Cup năm 2022 được tổ chức tại Qatar. Và ngay sau khi có kết quả bốc thăm của vòng loại thứ hai World Cup năm 2022 khu vực châu Á thì báo chí châu Á đã sốc với bảng đấu gồm Đông Nam Á thì chỉ có UAE đến từ Tây Á. Kết quả bốc thăm tại bảng G của vòng loại thứ hai World Cup năm 2022 khu vực châu Á đã khiến cho báo chí quốc tế vô cùng ngạc nhiên và thích thú khi cả 4 đội tuyển Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia nằm chung cùng một bảng đấu với UAE. Tại bảng G của vòng loại thứ hai World Cup năm 2022 khu vực châu Á đã gây ra một sự ngạc nhiên và thích thú xen lẫn sự tự tin và thái độ hoài nghi đến từ rất nhiều tờ báo hàng đầu của Đông Nam Á lẫn quốc tế khi cựu danh thủ Tim Cahill đã bốc lá thăm của mình khi đưa cả Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia là 4 kẻ địch tại Đông Nam Á vào chung cùng một bảng đấu bên cạnh UAE.
Ngay lập tức thì tờ The National của UAE đã rất chú ý tới sự góp mặt của Việt Nam và Thái Lan trong bảng đấu này, bởi đây là hai đội tuyển đã lọt vào tới vòng knockout tại Asian Cup vào đầu năm nay, giải đấu diễn ra ngay trên đất UAE. Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Sách Anh ở vòng 1-8 tại Asian Cup đã khiến dư luận UAE chú ý, bởi Sách Anh với UAE là hai nước thân cận cả về mặt văn hóa và chính trị, khi vợ cũ của thủ tướng UAE là người Sách Anh. Còn tờ James Brock của Thái Lan thì vẫn khá tự tin khi ủng hộ đội nhà kể từ đầu năm, và coi đây là cơ hội lớn cho bóng đá Thái Lan đi sâu ở vòng loại lần này. Tờ báo của xứ sở Chu Vàng đã giật tiếp với chủ đề đón thời cơ tham dự giải đấu thế giới. Tờ báo này tin rằng với việc gặp lại ba đối thủ tại Đông Nam Á chẳng khác gì là một cơ hội để đội tuyển Thái Lan lại lọt vào vòng loại thứ ba, bởi Thái Lan không những không xa lạ gì với ba đối thủ này mà còn từng hơn hẳn họ về mặt đẳng cấp ở Đông Nam Á. Còn tờ Tribun của Indonesia thì giật tít Indonesia chung bảng với tử thù. Bản tin của tờ báo này tỏ ra ngạc nhiên về trường hợp khi cả bốn đội tuyển của Đông Nam Á nằm chung cùng một bảng đấu, nhưng đồng thời cũng nhận định rằng vì đội tuyển Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đều là những đội tuyển mà Indonesia đã quá quen mặt, và cơ hội như vậy vẫn còn cao hơn là rơi vào một bảng đấu với nhiều đối thủ mạnh đến từ Tây Á hay Đông Á. Còn tờ tin tức bóng đá Sidon Masro của Malaysia thì đăng tải với chủ đề Malaysia gặp những gương mặt thân thuộc, khi tác giả của bài báo là San Fu đã đặt câu hỏi liệu rằng đội tuyển Malaysia có nối tiếp được thành công như ở AFF Cup năm 2018 vừa qua, trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam ngày càng mạnh hơn, còn đội tuyển Thái Lan thì đang cố gắng để chấn chỉnh lại phong độ đội tuyển sau khi nhiều thất bại trong thời gian qua. Còn trang chủ của AFC thì bày tỏ sự thích thú với bảng G thì gọi đây là bảng đấu của Đông Nam Á. Tuy nhiên thì tờ Daily Herald ở Australia, quốc gia của cựu danh thủ Tim Cahill, đã có một cách nói khác khi cho rằng AFC đã dàn xếp kết quả bốc thăm, khi không những bảng G mà người ta còn thấy cả derby giữa Iran và Iraq, cũng như cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc với Triều Tiên, và cả cặp đấu giữa Australia và Jordan đã diễn ra rất nhiều lần. Và lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại bảng G của vòng loại thứ hai World Cup năm 2022 khu vực châu Á như sau. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận mở màn vào ngày 5 tháng 9 khi gặp Thái Lan trên sân khách. Đến ngày 10 tháng 10 thì đội tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà và tiếp đón Malaysia tại Hà Nội. Và ngay sau đó là đến ngày 15 tháng 10 thì đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Indonesia. Còn trong tháng 11 thì đội tuyển Việt Nam cũng sẽ thi đấu 2 trận là gặp UAE trên sân khách vào ngày 14 tháng 11. Và đến ngày 19 tháng 11 thì sẽ gặp tiếp Thái Lan ở sân nhà. Và sau đợt trận đấu dồn dập này thì phải đến ngày 31 tháng 3 năm 2020 thì đội tuyển Việt Nam mới làm khách trên sân khách của Malaysia, trước khi chờ đến tháng 6 để thi đấu tiếp hai trận đấu cuối cùng là gặp Indonesia ở sân nhà vào ngày 4 tháng 6 và trận đấu gặp UAE ở sân khách vào ngày 9 tháng 6 năm 2020. Và sau đây lịch thi đấu cụ thể của đội tuyển Việt Nam. Ngày 5 tháng 9 Việt Nam với Thái Lan, Indonesia với Malaysia. Ngày 10 tháng 9 Malaysia UAE, Indonesia với Thái Lan. Ngày 10 tháng 10 Việt Nam với Malaysia, UAE với Indonesia. Ngày 15 tháng 10 Thái Lan với UAE, Indonesia với Việt Nam. Ngày 14 tháng 11 Việt Nam với UAE, Malaysia với Thái Lan. Ngày 19 tháng 11 Việt Nam với Thái Lan, Malaysia với Indonesia. Ngày 26 tháng 3 năm 2020 UAE với Malaysia, Thái Lan với Indonesia. Ngày 31 tháng 3 năm 2020 Malaysia với Việt Nam, Indonesia với UAE. Ngày 4 tháng 6 năm 2020 UAE với Thái Lan, Việt Nam với Indonesia. Ngày 9 tháng 6 năm 2020 UAE với Việt Nam, Thái Lan, Malaysia. Và tất cả các trận đấu này sẽ được trực tiếp trên kênh thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam.